Rồi, hello. Rồi, cô chào các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã chia sẻ like. Các bạn tim và chia sẻ like, chúng ta bắt đầu học nhá. Hôm nay chủ nhật thì chắc là nhiều bạn học được này, đúng không? Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúc các bạn buổi chiều tốt lành. Bây giờ mình sẽ vào làm luôn nhá. Câu số 1 nhá. Rồi, các bạn cho cô biết đáp án câu số 1 nào. Mọi người tìm và share like nhá. Rồi, đề cô đã gửi vô nhóm rồi em. Bây giờ em bấm vô đầu trang, cô sẽ thấy cái nhóm tài liệu miễn phí nhá. Đề cô gửi xong đó. Đầu trang, được chưa nào? Đầu trang là có link nhóm đó. Câu 1 là B phải không ạ? Rồi, có phải là B không các bạn? Các bạn sẽ đọc đáp án A là gì? Break. Break. A, được chưa nào? Break. Rồi, bây giờ mình đọc đáp án B là heat, đúng không? E. Rồi, vậy thì bây giờ mình chỉ cần đọc ba đáp án nha. Mình đọc được một trong hai cái này nữa là mình sẽ chọn được đáp án đúng. Rồi đây nó là E, được chưa nào? E, heat. Bây giờ A, đây là E. Bây giờ bạn sẽ đọc cho cô này, bạn đọc là great hay là great? Rồi, vậy thì đây chúng ta sẽ có đáp án luôn. Đấy, bây giờ cái này nó sẽ rơi vào một trong hai trường hợp này thôi. À, nó sẽ là great. Great, A nha. Mình có đọc là great. Great. Vậy đáp án nó sẽ là B. Ok chưa? Chỉ cần đọc ba cái. Rồi bây giờ mình sẽ có câu số 2. Cách làm tương tự. Đấy, cứ đọc cho cô ba cái là được. Bây giờ cái từ nào em không biết đọc hoặc em không chắc chắn thì em trừ nó lại. Em đọc ba cái nào em biết thôi. Ok. Bây giờ mình có A nha. Divide. Am I đúng không? Be the comprise. Thế bây giờ mình có đáp án C á và đáp án D á. Bây giờ mình đọc được cái nào thì mình đọc cái đó. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ like để các bạn biết. Cô đang like nhá, vì lịch like hồi trước cô hay like buổi sáng nên là nhiều bạn chưa biết cô đã đổi qua cái giờ like là 16 giờ 45 phút thứ 2, 4, 7 chủ nhật. Đấy. Rồi mình có từ climate, đúng rồi. Vậy thì đây nó sẽ là ai luôn. Vậy mình sẽ thấy ba cái này giống nhau, vậy mình sẽ chọn cái cuối cùng chắc chắn là đáp án. Được chưa nào? Rồi bây giờ mình qua câu số 3 này. Câu số 3 mà đáp án A chắc bạn nào cũng biết đọc đúng không? Chúng ta có từ family, âm gì đúng không? B là gì? Century. C là journey, là y hết. À, còn lại D mình đọc là nearby. Đấy. Thế là xong. Ba câu phát âm, bây giờ mình câu số 4. Câu số 4 thì nó có quy tắc ED, được chưa nào? Cô dạy lớp mấy? Cô dạy tất cả những bạn nào mất gốc tiếng Anh từ cấp 2, cấp 3 cho đến đại học đi làm nhá. Bạn nào mất gốc tiếng Anh thì học với cô được. Mất gốc thì sẽ vào học lớp riêng, được chưa nào? Còn đây thì cô chữa bài tập cho tất cả các bạn ôn tập. Rồi, đáp án câu số 4 nào, mình sẽ xét nhóm gì? Tài đức đúng không? Câu này quá dễ. Bây giờ mình có tài, tài và đức. Đấy, vậy là ba cái này thuộc nhóm. Rồi, còn cái này riêng. Mình chọn đáp án là B. Những câu này là những câu hay thi trong cái đề thi 9 lên 10 nha các bạn. Rồi, bây giờ mình qua câu 5 là câu trọng âm. Rồi, bây giờ mình có câu 5 là trọng âm mà câu này là câu hai âm tiết. Được chưa nào? Hai âm tiết. Hai âm tiết thì nó sẽ có cái gì? Quy tắc là gì? À, danh tính thì nhấn một động nhấn hai đúng không? Và đây mình có một cái động từ đặc biệt đó là từ offer. Những cái động từ hai âm tiết mà kết thúc bằng đuôi er mình sẽ có từ offer hoặc là n happen. Được chưa nào? Có từ happen nữa là động từ nhưng nó lại nhấn âm một. Được chưa? Đấy, nó sẽ có đáp án này luôn nhé. Còn những từ còn lại nó sẽ nhấn âm hai. Đây tất cả đều là động từ nhấn âm hai, có động từ này, động từ đặc biệt này. Được chưa? Khi nào nó xảy ra trường hợp từ offer hoặc là từ happen, được chưa? Là các bạn chọn cho cô. Nó rơi vào trọng âm với âm tiết số 1 nhé. Rồi tiếp, bây giờ mình sẽ qua câu 6 phần từ vựng ngữ pháp này.
Mọi người thả tim tích cực, chia sẻ like nào. Bây giờ mình có câu 6 là câu về từ vựng. Rồi câu 6 mình sẽ có là gì? Phấn và bảng thì vẫn là phổ biến trong cái việc dạy và học ở hầu hết gì nhỉ? Phần lớn các trường học ở Việt Nam. Đây chúng ta sẽ có từ tương đồng gì nhỉ? Learning sẽ đi với gì? Dạy và học đúng không các bạn? Phấn và bảng đen á. Đó là phổ biến trong việc dạy và học ở Việt Nam. Rồi câu số 6 các bạn chọn cho cô đáp án là A nhá. Teaching là dạy đúng không? Câu này thì chắc bạn nào cũng biết. Bây giờ qua câu 7 là một câu dễ này. Cô ấy rất là thích đi shopping với bạn bè vào ngày cuối tuần. Rồi bạn để lấy cái tài liệu này, bạn bấm vô đầu trang giúp cô sẽ có link nhóm nha các bạn. Bạn nào mà hôm nay mà xem live chưa biết, bạn bấm vô đầu trang sẽ có link nhóm tài liệu hoàn toàn miễn phí. Được chưa nào? Nhận đề like và các cái sách tài liệu tiếng Anh cô gửi viện phí cho các bạn trong nhóm ấy. Rồi câu 7 thì chúng ta sẽ có enjoys cộng với pin nha. Thích làm gì? Bạn chọn cho cô đáp án đi. Câu 8. Câu 8 thuộc mệnh đề quan hệ này. Mệnh đề quan hệ thì bây giờ chúng ta có xe ô tô. Cái xe ô tô cái mà anh ta vừa mới mua thì rất là đắt. Đấy, cái mà. Rồi câu 8 đáp án là gì nào? Câu 8 mình không dùng A được nha. Câu 8 này mình không có đại từ quan hệ what. Được chưa nào? Mình có who, whose hoặc là which. Thì cái này mình dễ dùng ở đây cho cô là vật này. Thì mình dùng cho cô là which. Và theo sau đây là s, vợ. Được chưa nào? Còn theo sau cái này nó là danh từ. Rồi câu 8 là D nhé, không chọn A. Bây giờ mình qua câu số 9. Mọi người ai chưa vào nhóm thì bấm vô đầu trang nhá để nhận tài liệu nhá. Ừ, câu này giống mấy câu này giống câu hôm qua nhỉ. Có một số câu nó giống cái đề cũ. Bây giờ mình qua câu 9 này. Hôm qua cũng có học em. Hôm qua có, hôm qua thứ bảy có mà, lịch live là 247 chủ nhật mà. Thì bây giờ mình sẽ ôn lại, bạn nào hôm qua xem rồi thì ôn lại, bạn nào chưa học thì bây giờ làm. Bây giờ câu số 9 là câu thuộc tình huống giao tiếp, bạn phải hiểu nhá, cái tình huống này như thế nào nhá. Rồi, ai hôm qua xem rồi thì cho cô biết ở đây cái ý nghĩa của flying colors nó là gì. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có là gì? Tôi đã vượt qua kỳ thi với... Đây, bạn phải hiểu cái này nó nghĩa là gì. À, bây giờ flying colors là vượt qua kỳ thi một cách rất là gì? Rất là xuất sắc, rất là thành công. Đấy. Rồi, chính xác. Bạn Hào học tập nói đúng rồi này. Được chưa nào? Vậy thì người ta nói vậy mình sẽ chúc mừng đúng không? Chúc mừng thì bây giờ mình sẽ chọn đáp án là gì? D nhá. Chứ không có hỏi là many, how many colors. Đây colors đây không có nghĩa là màu sắc. Ở đây có nghĩa là xuất sắc. Được chưa nào? Thành công, xuất sắc. Được chưa nào? Vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc. Mình sẽ chúc mừng. Ok. Bây giờ qua câu 10. Rồi qua câu 10 thì nó khác đến hôm qua rồi này. Câu 10 nó thuộc chuyên đề so sánh. Rồi thế bây giờ bạn nhìn thấy cô so sánh hơn nhất. Cô dạy tiếng Anh 10 mới không à? Các bạn chú ý này, tiếng Anh sách á, 10 mới hay là 10 cũ hay là sách gì á, thì kiến thức ngữ pháp trọng tâm nó luôn như vậy, nó không thay đổi. Được chưa nào? Sách chỉ là hình thức thay đổi thôi. Còn nội dung cốt lõi á, thì nó sẽ như nhau thôi các bạn ơi. Rồi những bạn nào không hiểu những cái bài tập này thì bạn nên báo lớp lấy gốc để học lý thuyết như thế nào. Sắp tới đây thì cô sẽ mở một cái lớp lấy gốc. Như thế nào? Lớp lấy gốc này thì sẽ học trong nhóm kín và học trong lớp này thì học trong nhóm kín và mình sẽ học lý thuyết á. Bây giờ mình có câu 10 khi tôi thấy N thì cô ấy trông hơn là tôi. Hơn là ngày xưa tôi đã nhớ cô ta ấy. Thì bây giờ chúng ta có gì đây? Then thì rõ ràng so sánh hơn. Nãy cô thấy bạn nào comment là so sánh nhất hơn nha.
Hơn mà đây chúng ta có thêm là một âm tiết. Đấy. Một âm tiết thì các bạn sẽ thêm đuôi er, không có dùng more đúng không? Đáp án là B. Cảm ơn bạn Kẻ Lãng Du đã tặng hoa cho cô. Rồi bây giờ qua câu 11. Câu 11 thì chúng ta sẽ có gì? Cô dạy tiếng Anh cho 11 không à? Các bạn chú ý hiện tại thì cô dạy lớp lấy gốc này thì các bạn cấp 2, cấp 3 hay là sinh viên đều vô chung một lớp nha. Mình hãy học lại từ đầu. Còn cô không dạy riêng từng lớp nha. Rồi bây giờ mình sẽ có câu 11 nào. Câu 11 là John đã từng chơi bóng đá rất là tốt nhưng mà một gì nhỉ? Một cái chấn thương đã khiến anh ta phải ngừng chơi. Mình sẽ có đã từng làm gì? Hồi trước anh ta chơi tốt nha, nhưng mà bây giờ gì? Bị chấn thương á. You two không có play in nha bạn Bình. Be hoặc là get you two thì mới cộng với verb in. Còn you two thì đi với verb nguyên mẫu. Được chưa nào? Đáp án B là sai nhé. Ai chọn B là sai này? Đúng rồi, be you two thì mới cộng verb in nhé. Mà hai cái đó là ý nghĩa hoàn toàn khác nhau nhé. Cái này you two cộng verb nguyên mẫu á, là thói quen trong quá khứ. Được chưa nào? Còn cái be hoặc là get you two là quen với việc gì? Ok. Vậy qua câu 12. Mọi người ơi, mọi người tìm và share like cho cô nào. Ai chưa vào nhóm thì bấm vô đầu trang giúp cô nhé. Sẽ có link nhóm gửi tài liệu cho các bạn. Hoàn toàn miễn phí nha. Rồi câu 2, 12 là một câu ước. Ước thì em sẽ xác định cho cô đây là ước gì? Ước hiện tại hay là quá khứ hay tương lai? Tôi không biết phải làm gì với những cái quyển sách cũ này. Tôi ước rằng bạn ở đây. Rồi, tim và share like tích cực nha. Ai chưa vô nhóm thì bấm vô đầu trang sẽ thấy link nhóm tài liệu miễn phí nha. Đúng rồi, đây là điều ước ở hiện tại nha. Ở đây chúng ta sẽ có này. Đấy, người ta chỉ ở hiện tại. Được chưa nào? Một cái điều đó là gì? Tôi không biết phải làm gì với những quyển sách này và tôi ước bạn không ở bạn ở đây. Đó. Hiện tại là bạn đã không ở đây, bây giờ mình ước ở đây, mình sẽ lùi về quá khứ nha. Dùng were cho mọi chủ ngữ các bạn. Ví dụ như bạn thấy ở đây chủ ngữ đó là he, she, it. Danh từ số ít bạn cũng dùng cái này luôn. Được chưa nào? Cô nhắc luôn cho các bạn biết. Rồi câu 13 nhá. Câu 13 cũng là câu ước luôn. Tương tự như câu 12 cũng là một câu ước ở hiện tại. Đấy, thì các bạn sẽ dùng cho cô thì quá khứ đơn. Vậy bạn phải biết là quá khứ đơn động từ chỉ ở dạng nào. Rồi, bạn nào mới vào thì qua mất gần nửa đề rồi. Lịch like cố định ở đây nhá. Được chưa nào, để nhận được thông báo và nhận được tài liệu, bạn bấm vào đầu trang để tham gia nhóm tài liệu miễn phí nhá. Bây giờ câu 13 thì chúng ta sẽ có cô ta cảm thấy cô đơn và cô ta ước rằng cô ta biết nhiều người ở đó hơn. Thì bây giờ mình sẽ có là gì? Ước ở hiện tại dùng quá khứ. V2 là đáp án D. Được chưa nào? Câu 14. Câu 14 lại giống đề hôm qua này. Câu 14 là câu điều kiện loại mấy mọi người? If và có will have. Rồi, bạn Khánh chú ý, mình chỉ cần bấm vô đầu trang sẽ thấy link nhóm nhé. Rồi, đáp án câu 14 là gì nào? Cô thấy rất là nhiều bạn chọn A và nhiều bạn chọn B. Rồi, vẫn rất là nhiều bạn chọn đáp án là A này. Bạn chú ý cho cô đây là điều kiện loại 1, đúng rồi nha. Và mình chỉ ở hiện tại đơn nhưng mà chủ ngữ là you thì đi với động từ dạng gì? Nguyên mẫu chứ, đúng không? Chủ ngữ là you thì đi với động từ dạng nguyên mẫu thì em sẽ chọn cho cô đáp án là B. Nếu như bạn nào chưa biết là dùng A hay dùng B thì bạn xem lại cho cô bài hiện tại đơn. Được chưa nào? Chia động từ thì hiện tại đơn. Ok chưa? Mọi người chia sẻ like nhá. Mình qua tiếp câu 15 này. Rồi bây giờ mình qua câu 15 lại giống câu hôm qua. Hôm qua ai làm rồi còn nhớ không nào? Mình có cụm từ out of gì nhỉ? Vào nhóm không được à hả? Cô thấy các bạn vẫn vào bình thường mà.
Rồi chúng ta sẽ có là mọi người thích jeans, quần jeans các bạn hay mặc ấy, được chưa? Nó không bao giờ bị lỗi thời. À, ở đây khi mà các bạn hiểu cái câu đầu này thì các bạn sẽ có thể chọn được đáp án đó là fashion, đúng không? Nó nói về thời trang. Được chưa nào? Cái quần jeans nó không bao giờ nó bị lỗi thời, ok? Tiếp mình qua câu số 10 nhá. 10 là câu về giới từ đi với từ consist. Rồi các bạn cho cô biết đáp án câu 10 nào. Rồi cô thấy các bạn vẫn vào nhóm bình thường nhá. Bạn bấm vô đầu trang có link nhóm nhá. Rồi mình sẽ có câu 10 là gì? Quyển sách này nó bao gồm how many chapters, là bao nhiêu chương. Chapters là chương các bạn. Thì mình có từ bao gồm. Bạn có thể ghi vào nếu chưa biết. Thì sẽ đi với of. Cụm consist of. Đấy xem nào. Rồi mình chắc là mình sẽ qua những câu dễ trước. Rồi mấy câu dài này mình làm sau nha. Mình quay lại sau nha. Bây giờ mình làm câu 19 trước đi. Câu 19, bạn xem cho cô câu 19 là tìm lỗi sai. Câu 19 là tìm lỗi sai. Rồi bạn sẽ thấy đây cho cô này, mình sẽ được học là gì? Động từ và trạng từ chỉ tần suất nhá. Thì mình sẽ có theo các nhà nghiên cứu á. Theo các nhà nghiên cứu thì phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông. Thì bây giờ mình sẽ có là usually live chứ không phải là live đứng trước nha. Đáp án này là đáp án D. Và bạn có thể ghi vào cho cô trạng từ chỉ tần suất thì nó sẽ đứng trước động từ. Ok. Rồi mình tiếp qua câu số 20. Câu 20 là nó sai thì của động từ. Em muốn học từ đầu được không ạ? Nếu học từ đầu em vào lớp lấy gốc này giúp cô nhá. Sắp tới cô sẽ khai giảng một lớp mới nha. Ai muốn học từ đầu, học lý thuyết lại từ đầu á. Rồi phần thì, phần lý thuyết của các câu bị động, câu điều kiện, câu ước chẳng hạn. À, mình học lại từ đầu thì mình vào lớp này. Lớp này thì phải đăng ký nha. Lúc hiểu lúc không là có nghĩa là mình chưa nắm được hết ấy. Có nghĩa là câu nào mình nè, có những câu nó mình chưa học tới, là mình chưa học lý thuyết là mình không hiểu được. Được chưa nào? Rồi câu 20 đáp án là D. Đúng rồi, và bây giờ mình phải sửa thành gì nè. Bây giờ mình có câu 20 là gì? Tôi đang nấu ăn sáng, vào sáng nay thì tôi thấy một con nhện rơi xuống. Được chưa nào? Một hành động đang diễn ra, hành động action vào. Bạn nhân chú ý hay là bạn nhàn để mà đăng ký cái lớp này á, thì em cứ vào cái nhóm miễn phí này để em nhắn tin cho cô nhá. Được chưa nào? Nhóm cô không duyệt, nhóm này là nhóm miễn phí, cô không duyệt, nên bạn cứ bấm vô link là sẽ tham gia nhóm được. Được chưa nào? Rồi chỗ này các bạn làm đúng rồi nha. Rất là nhiều bạn làm rất là tốt. Chỗ này nó phải sửa thành thì hiện tại đơn, hành động đang diễn ra là hiện tại ở quá khứ tiếp diễn, mà hành động xen vào là quá khứ đơn. Em phải đưa về dạng V2 ấy, đưa về quá khứ đơn á. Được chưa nào? Bài này mà em chưa hiểu biết rõ thì em sẽ xem cho cô bài mà quá khứ tiếp diễn là em sẽ biết này. Được chưa nào? Nó diễn tả hành động như thế nào này, nó phối hợp với thì quá khứ đơn như thế nào. Rồi mình qua câu 21, mình sẽ có how far là hỏi về cái gì? How far là hỏi về khoảng cách nhá. Ai chưa biết thì ghi vào vở nhá. Ở trong cái nhóm tài liệu miễn phí này, ngoài đề like thì còn có sách học cho các bạn nữa, nên các bạn bấm vào đầu trang để tham gia nhá. Rồi câu 21 hỏi khoảng cách. Vậy thì hỏi khoảng cách thì mình sẽ trả lời là một cái khoảng cách bao nhiêu km đó, đúng không? Đáp án là D, chính xác. Rồi đây nó hỏi khoảng cách từ nhà tới trường á, thì người ta trả lời là khoảng 5 km. Mình qua câu 22, nó thuộc chuyên đề câu hỏi đuôi. Được chưa nào? Câu hỏi đuôi thì ở đây em sẽ xác định cho cô này. Nếu bạn nào chưa được học về lý thuyết thì nhớ như thế này cho cô. Cô giảng phần lý thuyết một chút, đó là đây thấy đây phủ định thì đuôi em chọn cho cô là khẳng định. Được chưa nào? Phần đuôi là câu hỏi đuôi rất là dễ. Rồi thế bây giờ chọn khẳng định thì bây giờ em loại những cái nào phủ định đi. Em loại hai cái này đi. Bây giờ còn have you hoặc là do you. Em chọn cái nào?
Em sẽ lấy lại cái phần trước này này. Lấy cái trợ động từ trước này này. Rồi em sẽ chọn chocolate have to. Được chưa nào? Đây là thì hiện tại hoàn thành nha. Được chưa? Em sẽ dùng cho câu từ have. Khi nào em thấy ở đây là hiện tại đơn á, thì em sẽ dùng do you. Được chưa? Còn hiện tại hoàn thành em sẽ dùng cho câu have lại. Ok. Rồi bây giờ mình tiếp nào. Mình qua những cái câu dễ mình qua câu 23 là câu dễ trước. Lát nữa mình sẽ quay lại với một số cái câu khó hơn. Câu 23 là một câu siêu thị của động từ. Ở đây có last year. Câu này dễ rồi. Năm ngoái cô ta tới thành phố Hồ Chí Minh. Chia động từ ở thì gì nhỉ? Quá khứ đơn đúng không? Quá dễ nhỉ? Câu này là lớp 6 được học rồi nha. Câu này mà ai còn không làm được nhá, lớp 7 trở lên mà không làm được thì cần phải xem lại nhá. Thì nó quá cơ bản rồi. Rồi mình chọn đáp án là C cho cô nhá. Quá khứ đơn chia V2 này xem nào. V2 của go nó là went. Rồi bây giờ mình sẽ làm một bài viết lại câu này. Students spend 10 minutes waiting for their bus. Đây, câu này là câu cấu trúc dành bao nhiêu thời gian làm việc gì? Nếu em sử dụng spend, thấy chưa? Dành 10 phút để chờ xe buýt thì spend cộng với thời gian. Bạn có thể ghi vô đây cho cô. Spend nguyên mẫu nó là như này nhá. Đây là chia quá khứ này. Cộng thời gian time cộng bất bình. Bạn có thể ghi cho cô đấy là cấu trúc. Bây giờ viết lại với cấu trúc là take, chia quá khứ là took. Rồi it took the students. Ten minutes. To wait. Chấm chấm chấm. Ở đây chúng ta sẽ có gì? Spend time cộng verb in. Còn it took cộng với một tân ngữ nha. Đó là ai đó mất bao lâu thời gian để làm gì? Câu này là câu ở trong đề thi 9 lên 10 nha em. Câu này cô lấy trong đề thi 9 lên 10 á. Thấy chưa nào? Cấu trúc này rất hay ra. Đưa từ spend cộng time cộng verb in đưa về took cộng tân ngữ cộng thời gian và cộng to verb. To wait không có thêm in nữa nha. To wait không phải là to waiting. It took the students 10 minutes to wait. Được chưa nào? Rồi bây giờ mình qua câu 25. Câu 25 viết lại đổi thì nhé. Bây giờ mình có how long đi với thì hiện tại hoàn thành. Là bạn học tiếng Anh bao lâu rồi? Hiện tại cô có dạy một lớp, đó là lớp lấy gốc nha bạn Mai. Cô dạy online một lớp, đó là lớp lấy gốc dành cho những bạn mất gốc nha. Bạn nào quan tâm tới lớp này thì vô đầu trang, cái nhóm ở đầu trang của cô, rồi liên hệ với cô. Ở đây người ta viết hiện tại hoàn thành tiếp diễn, có nghĩa hỏi bạn học tiếng Anh bao lâu rồi. Rồi vậy thì bây giờ khi viết lại về when thì hỏi bạn học tiếng Anh khi nào. Không, bạn nào mà viết be learning English là chưa đúng. Để viết lại với quá khứ đơn. Vậy quá khứ đơn có cấu trúc câu hỏi là gì? When là từ để hỏi nhá, cộng did là trợ động từ, cộng as cộng verb nguyên mẫu. Đây là cấu trúc câu hỏi ở thì gì? Quá khứ đơn. Rồi bây giờ hỏi bạn học tiếng Anh bao lâu rồi thì mình đưa về câu hỏi khi nào bạn bắt đầu học tiếng Anh. Được chưa nào? Rồi rất là nhiều bạn đưa ra đáp án chưa đúng nha. Câu này chúng ta sẽ có là when did you start learning English. Rồi câu này có thể là khó so với một số bạn. Khi nào bạn nhuần nhuyễn được phần thì bạn sẽ làm được cái này nhá. Mình sẽ phải hiểu là cái thì quá khứ đơn nó phải cấu trúc như thế nào và ý nghĩa của câu này là như thế nào. Câu này cũng rất là hay ra trong cái đề thi á. Nó hay được viết ở cái dạng khẳng định nữa. Lắp một câu ở hiện tại hoàn thành. Và khi viết lại với câu ở thì quá khứ đơn thì hay bắt đầu với những cái từ như là start hoặc là begin. Đấy thế nào? Rồi bây giờ mình sẽ quay lại với câu khó này. Thực tế nó cũng không khó lắm đâu. Câu hơi dài. Câu 16. Rồi câu này dành cho những bạn nào đã có kiến thức chắc chắn một xíu nha.
Rồi câu này là câu gì đây mọi người? Có dấu ngoặc kép. Trực tiếp, gián tiếp. Rồi, khi làm trực tiếp, gián tiếp thì phải nhớ gì? Lùi thì. Vậy khi lùi thì yêu cầu bạn phải nắm được gì? Phải nắm được thì đúng không? Rồi đây chúng ta sẽ có là Cindy nói rằng tôi đã không thấy John kể từ tháng trước. Rồi đầu tiên mình sẽ có thì này là thì gì? Hiện tại hoàn thành. Bây giờ em sẽ lùi vế gì? Cô có đăng lại like nhá. Bạn nào không có xem được trực tiếp thì có thể xem lại like thôi chưa nào. Rồi bây giờ lùi từ hiện tại hoàn thành thì lùi vế gì? Đấy. Phân tích ra để dùng phương pháp loại trừ cho nhanh. Lùi về quá khứ hoàn thành, đúng rồi. Bây giờ em sẽ thấy ở dưới này này, cái nào không ở quá khứ hoàn thành em loại đi. Không cần mất thời gian đọc nhá. Đối với những câu này mình đọc hết câu là mất thời gian lắm. Mà đi thi là thời gian rất là quan trọng, đúng không? Bây giờ loại này, cái này không ở quá khứ hoàn thành, loại. Tiếp, cái này không ở quá khứ hoàn thành, loại. Nhìn với động từ cái là loại luôn, được chưa nào? Cái này không ở quá khứ hoàn thành luôn, loại. Ok chưa? Còn lại mới đáp án D. Chọn luôn. Nhanh không? Câu 16 nhìn thấy nó dài dòng nhưng mà làm rất là dễ đúng không? Và cách làm đấy cô vừa mới làm xong ấy. Nhớ cho cô trực tiếp làm tiếp ở dạng câu tường thuật này mình lùi thì đấy và đi kiếm cái thì nào nó không đúng thì mình loại trước đi và mình chỉ cần nhìn vô động từ là được, không cần đọc cả câu nó mất thời gian. Như thế nào? Nó qua câu 17 nha. Câu 17 thì cũng là trực tiếp gián tiếp nhưng mà dạng nâng cao hơn xíu. Loại ABC trừ D đúng nha em. C là hasn't, nhìn cho kỹ này. D là hadn't, cái nào hiện tại hoàn thành, cái này là gì? Quá khứ hoàn thành. Nhiều bạn nhìn không kỹ nha, hoặc là không phân biệt được thì nhá. Bây giờ mình qua câu 17 thì nó hơi khó hơn một xíu, đó là cũng là trực tiếp gián tiếp nhưng nó dùng với động từ đặc biệt. Rồi bây giờ mình sẽ có Why don't you come to interpret faking views of Phong Nha Cave? Đây chúng ta sẽ có là đưa ra cái lời gì nhỉ? Đưa ra ý kiến ấy. Thì mình sẽ có là gì? Mình sẽ đưa về với từ suggest. Để xem nào. Đề xuất. Cái câu này là câu tour guide nói nha. Tour guide là người hướng dẫn viên du lịch ấy. Bảo là đề xuất là đi tới Phong Nha để thưởng thức cái vẻ đẹp của cái động Phong Nha đấy. Để xem nào. Rồi bây giờ mình sẽ xem A. The tour guide suggests that I must. Tôi phải đi thì có đúng không? Không. Đề xuất tôi đi thôi đúng không? Chứ không phải là tôi phải đi. Đúng chưa nào? Và các bạn nhớ cho cô cái cấu trúc với cái này này. Nếu cộng với mệnh đề này, cái cộng với adverb á, thì nó sẽ đi với should. Đáp án của chúng ta câu này là gì đây? Câu này nó là C các bạn. Ở đây không phải là tôi đề nghị câu B này sai nghĩa này. Thế chưa nào? Câu D là câu đúng. Đây, suggest cộng that cộng S và cộng verb có should này. Rồi, qua câu số 18. Nhớ cho câu cấu trúc suggest nha, trong câu 17 á. Suggest mà theo sau nó là mệnh đề thì có should hoặc là verb nguyên mẫu. Bây giờ câu 18 là giống với câu hồi nãy mình biết lại câu này. Cô ta bắt đầu học tiếng Anh 2 năm trước. Rồi, vậy thì cô ta đã học được mấy năm rồi? 2 năm rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ loại đi những đáp án nào sai trước này. Mình có 2 years. 2 năm là một khoảng thời gian mà nó đi về since đúng không? Đi về since là loại sai. Đi với khoảng thời gian thì phải dùng for. Đúng không? Đấy, đi với khoảng thời gian dùng for thì bây giờ cái này dùng since là loại. Rồi còn lại hai cái này, cái nào đúng? Cái nào chỉ ở hiện tại hoàn thành mới đúng nha. À, mình có đáp án là A, đúng không? Bắt đầu học 2 năm trước có nghĩa là đã học được 2 năm rồi. Ấy thì cái này phải chia hiện tại hoàn thành không chia quá khứ, được chưa nào? Nếu mà chia như cái này á là cái này đã kết thúc hoàn toàn trong quá khứ rồi. Đúng rồi, since cộng mốc thời gian. Đấy. Xong cái đề ngày hôm nay. Đấy, một cái bài như thế này là nó có rất là nhiều chuyên đề. Các bạn chú ý cho cô có rất là nhiều chuyên đề và những cái chuyên đề trọng tâm mà em chưa được học lý thuyết là rất khó để mà làm. Đấy thì em nào chưa học thì vô lớp này để học nhá.
Muốn vào lớp này phải đăng ký. Lớp này lớp có phí, sẽ học trong nhóm kín và lưu lại toàn bộ video. Mình sẽ học theo một lộ trình từ dễ đến khó. Tháng 11 cô sẽ khai giảng một lớp mới. Được chưa nào? Rồi, cô sẽ hướng dẫn xem lại live sau nha. Đúng rồi, hết rồi em nhá. Rồi, mọi thông tin về lớp này em cứ vô nhóm tài liệu miễn phí này. Mọi thông tin các bạn cần vô đây sẽ có. Các bạn có thể liên hệ với cô được bằng cách là vô đây nha. Bạn nâu nên chú ý muốn đăng ký lớp thì mình sẽ vô đầu trang sẽ thấy cái link nhóm á. Vô đó thì mình nhắn cho nick cô Hạnh giúp cô nha. Lớp này thì sẽ dành cho tất cả những bạn nào đang mất gốc nha. Kể cả người đi làm. Người đi làm thì nếu học để thi công chức này, rồi thi các chứng chỉ này thì mình sẽ phù hợp với lớp này. Since là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành nha bạn. Bạn Chu. Rồi xem lại like cô sẽ hướng dẫn trong nhóm nha. Bạn vô nhóm rồi cô sẽ hướng dẫn xem lại like nha. Cái lớp lấy gốc này thì sẽ học buổi tối, được chưa nào? Rồi bây giờ cô xin phép tan like và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chiều mai này. Rồi mấy bữa nay thì cái bạn hỗ trợ cô bị bận nên chưa đăng lại được các like cũ á. Nhóm ở đây em, nhóm tài liệu, nhận tài liệu này. Rồi cô sẽ nhắn hướng dẫn các bạn xem lại like nha. Bạn bấm vô đầu trang để vào nhóm rồi cô sẽ hướng dẫn nha. Xem lại like và lấy tài liệu nha. À nãy giờ mình làm mấy câu kia rồi á, bạn Hofa. Mấy câu dưới làm rồi, cô trừ câu khó làm sau á. Mỗi ngày mình sẽ làm từ 25 đến 30 câu. Bạn Bi mình sẽ, cô sẽ đăng cả hai nhá. Không, lịch like đây em này. Lịch like là đây này. Nhóm tài liệu là miễn phí nha bạn Nobi. Cô có đăng lại video cũ nha bạn Như, nhưng mà chưa có đăng vì mấy hôm nay bạn đăng like cho cô là bị bận. Rồi gặp như bạn Như tặng hoa cho cô xong rồi. Nói chung là một buổi live tầm 30 đến 40 phút thôi. Mình làm 30 câu á. Lịch live các bạn chú ý đấy cho cô này. Lấy tài liệu trong cái nhóm tài liệu miễn phí, em bấm vào đầu trang sẽ có link nhóm nha bạn Nobi. Đăng ký lớp lấy gốc thì cũng vô nhóm rồi nhắn tin cho cô Hạnh để xem nào. Hết rồi bạn Ngọc Như ơi. Bạn có thể xem lại like nếu như mà mình vào trễ nha. Bây giờ cô tắt like đây. Cô sẽ nhắn cho các bạn cách xem lại like. Ok. Rồi cảm ơn bạn Xanh Blue. Nhóm ở đầu trang nha em. Bạn user. Nhóm ở đầu trang này có một cái link nhóm em bấm vô được. Nhóm miễn phí em bấm vô không cần duyệt nhá. Ra trường rồi mình học được chứ. Ai cũng học được. Quan trọng là mục đích của mình học để làm gì ấy. Nhóm lấy gốc thì hiện tại lớp cũ đã học được nửa rồi ấy, bạn Phương Oanh nha. Bạn Nguyễn Phương Oanh. Cho nên là sắp tới mình đăng ký thì mình sẽ đăng ký lớp mới luôn cũng được. Còn nếu muốn học lớp cũ thì và xem lại những cái video bài cũ cũng được. Tùy các bạn. Rồi bạn Thiên Anh chú ý lịch like là 16h45 phút nha. Thì cô like tầm 30 đến 40 phút là cho xong 30 câu ấy. Thì mình nhớ lịch like của cô này, chiều mai là sẽ có học này, như thế nào? Thì cô sẽ ngày mai cô sẽ gửi bài cho các bạn. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Mọi thông tin bạn cứ bấm vô đầu trang rồi tham gia nhóm. Rồi cần hỏi gì thì các bạn sẽ nhắn cho cô nha.